Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại cùng các bạn ở video hướng dẫn tiếp theo. Rồi trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bạn nào mà đang dùng TikTok, các bạn hay mua sắm ở trên TikTok Shop ấy, thì TikTok cái tính năng mua hàng ở trên TikTok Shop này thì cũng ra mắt cũng khá lâu rồi. Nhưng mà nhiều bạn khi mà mình hướng dẫn một cái video các bạn mua hàng ở trên TikTok ấy thì nhiều bạn comment rằng không thể mua hàng được. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách cũng như là một số nguyên nhân để các bạn khắc phục cái tình trạng là các bạn không mua được hàng ở trên TikTok Shop nhá. Rồi, bạn nào quan tâm thì các bạn hãy theo dõi ngay video này của mình và đừng quên nếu thấy video hay các bạn để lại một like, một bình luận nhá và chia sẻ cho bạn bè nhé. Rồi thì hiện tại thì cũng có rất nhiều nguyên nhân, thì bây giờ mình sẽ nêu cho các bạn một số cái nguyên nhân như sau nhé. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà các bạn mua được hàng, không đặt được hàng ở trên TikTok Shop, đó là cái nguyên nhân quan trọng, đó là các bạn chưa đủ 18 tuổi. Đó, thì những cái tài khoản nào ấy mà các bạn đăng ký mà chưa đủ 18 tuổi thì các bạn vui lòng các bạn kiểm tra lại, hoặc là các bạn mượn cái tài khoản khác đủ 18 tuổi thì các bạn đặt hàng lại cho mình. Khi mà các bạn không đủ 18 tuổi mà các bạn mua hàng ấy thì TikTok sẽ thông báo luôn cho các bạn là các bạn không đủ tuổi, cũng không đủ tuổi để các bạn mua hàng. Đấy thì các bạn xem kỹ lại cho mình cái mục đó nhá. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là các bạn lỗi mạng nhé. Cái nguyên nhân này thì mình cũng thấy là cũng gặp nhưng mà nó ít thôi, nhưng mà mình vẫn nêu. Đó là khi các bạn mua hàng ấy thì mạng các bạn không ổn định. Thì khi các bạn chọn một cái sản phẩm giò hàng nào đó thì cái sản phẩm đó nó có nhiều chi tiết hình ảnh hoặc là nó nhiều những dữ liệu, thì các bạn chọn vào thì nó bị lỗi, các bạn không thêm vào được giò hàng. Đấy thì các bạn hãy chọn lại tắt bật lại mạng cho mình nhé. Rồi, cái nguyên nhân tiếp theo là do các bạn cái nguyên nhân tiếp theo này. Đấy, thì mình sẽ vào cái phần giỏ hàng của mình đây này. Đó, mình giỏ hàng đây này. Đấy, các bạn chọn phần giỏ hàng này. Ok, các bạn đợi một chút nhé. Đây, cái phần là thêm các bạn vào phần giỏ hàng thì các bạn đợi cái máy của mình nó đang load một chút này. Nhiều khi các bạn thấy là khi mà cái phần giỏ hàng này đây, các bạn sản phẩm của các bạn ấy chọn đã hết hàng nhá. Đây các bạn, máy của mình nó hơi chậm một chút. Đây cái phần giỏ hàng này thì các bạn nhìn thấy là khi mà các bạn chọn tất cả này, đấy các bạn chọn tất cả nhá, sẽ có cái câu thông báo là đây này, không được nhá, không mua được nhá. Đấy thì các bạn hãy để ý cho mình những cái sản phẩm này này. Thứ nhất là đầu tiên là cái phần đầu tiên này đã bán hết, các bạn hãy chú ý cho mình nhé. Mình chọn đây này, đó, kiểm tra nhưng mà không được nhé, các bạn nó không thấy hiện tượng gì. Đó, thì các bạn nhìn cho mình là đầu tiên là cái sản phẩm của các bạn đã còn hay không, đó, hoặc là bán hết hay không. Như các bạn thấy này, sản phẩm thứ hai này này, đấy nó không có sẵn nhé, đó không có sẵn. Mặc dù cái sản phẩm của các bạn đã thêm vào cái phần giỏ hàng rồi, đó, ở trong cái mục cửa hàng nó vẫn còn, nhưng mà hiện tại thì cái cửa hàng đó đang hết hàng hoặc là nó không có sẵn, thì các bạn sẽ chú ý cho mình nhé. Hoặc là các bạn xem trong cái phần nhắn tin với shop ấy, các bạn sẽ trao đổi lại với shop xem là sản phẩm này như thế nào, hoặc là xem shop trả lời như thế nào nhé. Đấy, đấy là cái nguyên nhân tiếp theo. Cái nguyên nhân cuối cùng thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn, đó là do cái ứng dụng TikTok bị lỗi. Thì cái trường hợp này ấy, các bạn có thể là các bạn thoát ứng dụng ra, các bạn vào lại, hoặc là các bạn gỡ cái ứng dụng TikTok đi, các bạn sẽ cài lại cho mình và sau đó thì các bạn sẽ vào lại các bạn thử đặt hàng nhé. Còn cái những cái quy trình đặt hàng ở trên TikTok này ấy, mình nghĩ là trừ khi những cái nguyên nhân mà mình vừa nêu ra ấy, thì đa số những cái sản phẩm mà những cái shop nào mà đang bán ấy thì sản phẩm còn này, tất cả đều bình thường này, thì các bạn đặt được bình thường thôi. Đó, các bạn lưu ý cho mình nhé, sản phẩm bị còn shop đang bán các bạn đặt được bình thường. Đấy, các bạn xem lại những nguyên nhân của mình vừa nêu nhé. Rồi, video của mình đến đây kết thúc, và nếu các bạn thấy video hay các bạn để lại cho mình một like và một đăng ký nhá, kênh nhé, và chia sẻ cho người thân bạn bè được biết. Các bạn gặp bất kỳ những cái trường hợp lỗi nào các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng mình ra video trong cái thời gian sớm nhất của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.